Khi phạm ngũ giới, Phật tử phải làm sao để thọ lại tam quy ngũ giới? Cái này thì hồi nãy khi mà nói về cái việc mà sát sanh ấy, thì sư đã nói lại rồi ha. Khi mà quý vị phạm bất kỳ giới nào thì nên đến gặp cái vị mà có đức hạnh để xác nhận, là quý vị nhìn nhận cái lỗi lầm là lỗi lầm, có nghĩa là mình biết được đây là lỗi lầm, để ngăn ngừa không có phạm lỗi cho lần sau nữa. Còn cái việc mà sinh giới đó, sinh thọ tam quy ngũ giới, thì ngay cả một vị sa di 7 tuổi vẫn có thể cho quý vị thọ tam quy ngũ giới được. Không nhất thiết là phải là một vị trưởng lão, một vị hòa thượng thì mới có quyền cho quý vị thọ tam quy ngũ giới, thì không phải như vậy. Tại vì chư tăng là người đại diện á, người đại diện thôi, người đại diện cho Tam Bảo để mà cho quý vị thọ tam quy ngũ giới, chứ còn chư tăng không, các vị phàm thì đâu có phải là là Tam Bảo, chỉ là người đại diện cho Tam Bảo thôi. Cho nên á, là ngay cả một vị sa di 7 tuổi cũng có thể cho quý vị thọ tam quy ngũ giới được. Đến đảnh lễ vì đó, đừng có nghĩ là sa di 7 tuổi thì mình không có đảnh lễ. Đến đảnh lễ dưới chân vì đó, xin thọ tam quy ngũ giới, thì vì đó sẽ hướng dẫn quý vị thọ tam quy ngũ giới. Không cần phải có một đạo tràng, không cần phải có một pháp hội, không cần phải có một cái sự hội họp tăng chúng đông đủ bao nhiêu vị đó thì mới có thể làm cái gọi là cái giới đàn cho quý vị thọ tam quy ngũ giới, thì không cần thiết ha. Bất kỳ lúc nào, bất kỳ ở chỗ nào gặp một cái vị có giới hạnh ấy, như thậm chí là một vị sa di 7 tuổi, thì cũng có thể cho quý vị thọ tam quy ngũ giới được rồi.